Xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị quay trở lại với Asia trong ý nhận định của trận đấu giữa Croatia với Canada trong bảng F sẽ đấu vào 23 giờ ngày 27 tháng 11 thì thực ra bên Việt Nam đã là ngày 27 tháng 11 rồi là tối ngày hôm nay giờ của Việt Nam và Mỹ thì đang buổi tối thì thành ra đến khoảng sáng 8 giờ sáng thì chúng ta sẽ theo dõi trận này. Đó thì dự đoán tỷ số soi kèo của Croatia với Canada ở bảng F trong khuôn khổ World Cup 2022 đưa ra cái tỷ lệ cược cũng như là cái um, lịch sử của các cái trận gần đây để đánh giá cuộc uh, cái sự đọ sức giữa hai đội Croatia và Canada tại bảng F diễn ra lúc ngày 23 giờ ngày 27 tháng 11 ra sao. Soi kèo bóng đá Croatia với Canada. Croatia có trận ra quân không mấy thành công khi đã để cho Maroc cầm hòa không bàn thắng. Kết quả này rõ ràng không xứng đáng với kỳ vọng và vị thế của nhà Á quân thế giới. Bởi vậy, Moritz cũng và các đồng đội chắc chắn rất muốn giành được 3 điểm trước Canada để rộng cửa lấy vé đi tiếp. Trong khi đó, Canada đã để thua đáng tiếc 0-1 trước tuyển Bỉ ở lượt đầu trận ở lượt trận đầu tiên, dù chơi không hề tệ. Thêm một thất bại, đội bóng Bắc Mỹ sẽ sớm phải nói lời chia tay với World Cup 2022. Davis đồng đội đương nhiên không muốn kịch bản này xảy ra nhưng gratia quả thực là đối thủ không dễ để giải mã điều này theo như tỷ lệ châu á thì gratia chấp canada một nửa trái và đây là kèo thơm cho những ai yêu mến đội bóng đông âu này và hãy nhớ rằng ở trận hòa với Maroc thì Croatia đã chơi rất tốt và nhiều cơ hội nhưng đều bỏ lỡ. Thầy trò huấn luyện viên Balik cũng chắc chắn không muốn điều tương tự tiếp tục xảy ra nên sẽ dốc sức tấn công. Kaida cũng không được đánh giá cao bằng Maroc nên việc nhận thất bại là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên tỷ lệ tài xỉu 2 1 2 là thách thức không nhỏ cho cả hai đội. Nên nhớ ở lượt đấu trước thì cả hai đều <laughs> dùng cái từ tịt ngòi ấy cả nhà nghĩa là cái trận này nổ được tài thì họ cho rằng rất là khó vì là hai đội này nó không có duyên ghi bàn trận này người chơi có thể cân nhắc về việc chọn Croatia và cửa sử dự đoán tỷ số Croatia với Canada cũng giống như trận trước như trận giữa Nhật đó quý vị là 2-0 và đội hình dự kiến Croatia sẽ là những cầu thủ như sau bên Croatia sẽ là Nivakovic, Sosa, Radio, Loren, kova Kovac Kovacic, Rovovic, Modric, Perisic, Gramaric và Vlasic. Trời ơi, sao dạo này mình không lâu lắm rồi không đọc tên cầu thủ bây giờ đọc. Ồ, Canada thì có đội hình của bên Canada thì có Bojan, Miller, Victoria, Johnson, Davis, Ostaquio, Hutchinson, Laria, Davis, Hollis, Bonchanan, đó là những đội hình mà họ dự tính ra sân trong buổi trận trận ngày 27 tháng 11, 23 giờ Việt Nam quý vị nha. Thống kê đáng chú ý là Croatia đã thất bại 7 trận liên tiếp gần đây với 5 chiến thắng và 2 trận đã bất bại 7 trận liên tiếp gần đây với 5 chiến thắng và 2 trận hòa. 5 trên 7 trận đã qua của Croatia đều không có không có đều có không quá hai bàn thắng được ghi. Hàng thủ của Croatia giữ sạch lưới 4 trên 6 trận vừa qua, 3 trên 5 trận đã qua của Canada thì đều có nhiều nhất là hai pha làm bàn và Canada chỉ thắng có 1 trên 4 trận đấu gần đây của mình mà thôi. Tỷ lệ cược với giữa Croatia với Canada tỷ lệ kèo 90 phút là 0/1/2. Và tỷ lệ tài xỉu là 2, 1 phần 2. Đó thì nếu mà quý vị đi cửa đi hai cái này hai cửa này nó cũng đều nhiều người thích Croatia và rất nghĩ là nó sẽ thắng đó thì lại bị chấp thì thành ra là cũng cũng chả biết được nhiều khi bị chấp như vậy đi ngược lại hiện lại nếu tại vì hai đội nó khó có thể ghi được bàn hoặc là giữ hòa chẳng hạn thì tèo luôn tài xỉu thì hôm nay họ cho rằng là nên đi xỉu còn chả biết là là, là liệu nó có nổ được bàn thắng hay không tại vì họ cho họ có những cái nhận định là hai đội này nó sẽ rất do khó để mà nhờ dẫn được đến nhiều bàn thắng đó quý vị nhưng mà năm nay bóng đá rất là lạ lạ lắm luôn thành ra mọi người đi toàn có bị chết ngược hết à đây là chỉ đọc tin tức ở cho quý vị tham khảo thôi nhiều người nói là bỏ stock À, trong những lúc đắm đuối như vậy tranh thủ cua cái vòng world cup 2022 này để lấy tiền về bờ rồi lấy tiền đầu tư tiếp stock nhưng mà không có đơn giản như vậy cả nhà rất là khó nha đó bạn sẽ chỉ lên chia sẻ cho quý vị những cái tin mới nhất trong cái trận đấu của ngày hôm nay đó, rồi sẽ tiếp tục chia sẻ soi kèo những cái trận khác nữa cho quý vị cảm ơn cả nhà đã theo dõi chúc quý vị thật nhiều sức khỏe may mắn và bình an bye bye